sau hai vòng thi tại trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là trường thứ 3 tham gia vòng đấu loại cuộc thi sinh viên biện luận Student Debate 2017. Cái hoạt động này là một trong những hoạt động mà tôi thấy rất là hữu ích cho sinh viên. Cụ thể là mặc dù mới có thông báo cái chương trình này trong vòng có một tuần mà số lượng sinh viên đăng ký để tham dự cuộc thi này thì rất là nhiều. Nhiều hơn là mong đợi của chúng tôi. Bản thân em là một sinh viên thì em cảm thấy rất là háo hức, bởi vì là em chưa từng có cái cơ hội nào để tham gia một cái cuộc thi mà dạng về là biện luận như vậy. Bởi vì em thấy bạn bè em bây giờ cho rằng việc lên lớp không quan trọng, chỉ cần thầy cô gửi tài liệu cho mình là được. Nhưng mà em nghĩ là việc đến lớp và trực tiếp nghe thầy cô giảng sẽ tốt hơn. Và đó là quan điểm của em. Với khẩu hiệu sức trẻ, trí tuệ, ước vọng, các bạn sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ bảo vệ quan điểm của mình như thế nào với đề tài đang gây tranh cãi tại trường đại học hiện nay? Sinh viên đại học có nên tới lớp hay không? Đội nào sẽ bảo vệ được quan điểm của mình, thuyết phục hơn và giành quyền đi vào vòng tiếp theo của chương trình? Sinh viên của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ bảo vệ quan điểm của mình ra sao? Giải nhất chung kết của chương trình trị giá 100 triệu đồng và 2 đêm nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Giải nhì chung kết trị giá 50 triệu đồng và 2 đêm nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Giải ba sẽ nhận được 20 triệu đồng tiền mặt cùng phần quà từ nhà tài trợ. Đặc biệt, cá nhân xuất sắc nhất sẽ giành được học bổng toàn phần Hà Lan trong 2 tuần và vé máy bay khứ hồi Air France trị giá 65 triệu đồng. Hãy cùng theo dõi chương trình Student Debate 2017 do kênh truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC tổ chức tại Đại học Công nghệ Sài Gòn để xem đội nào của Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ đi vào vòng tiếp theo của cuộc thi. Xin được chào mừng toàn thể quý vị đại biểu và các bạn sinh viên đang có mặt tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn theo dõi cuộc thi Sinh viên biện luận 2017. Và trước khi đến với phần thi của các đội trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía nhà trường xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ Trương Quang Mùi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Và chương trình của chúng ta cũng rất hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện của các thầy cô là trưởng phó khoa và phòng ban của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Về phía kênh truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bửu Hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FBNC. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn, đại diện kênh FBNC. Quý vị và các bạn thân mến, có một thành phần không thể thiếu trong bất kỳ một cuộc thi nào và sẽ là những người cầm cân nảy mực giúp chúng ta chọn ra được đại diện xuất sắc nhất của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đi tiếp vào các vòng thi sau của cuộc thi sinh viên biện luận 2017. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của các thành viên ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, trưởng khoa thiết kế trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Tiến sĩ Trần Xuân Thảo, phó hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang. Ông Đoàn Hữu Đức, Chủ tịch Công ty Tư vấn Việt Nam Consulting Group VCG. Một thành phần mà chúng tôi không thể không kể đến. Xin được chào đón hơn 300 sinh viên Đại học Công nghệ Sài Gòn đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu tiến sĩ Trương Quang Mùi, đại diện trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ có đôi lời chia sẻ cùng với chương trình. Xin được trân trọng kính mời thầy. Đây cũng là sân chơi giúp cho các em sinh viên cùng mang đến với nhau những tư duy biện luận, bảo vệ quan điểm và chứng kiến của mình. Tôi xin chúc cuộc thi thành công tốt đẹp và chương trình ngày một phát triển, mở trở thành một sân chơi bổ ích và phổ biến trong giới sinh viên trên cả nước. Xin được cảm ơn phần chia sẻ hết sức chân thành của tiến sĩ Trương Quang Mùi. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều trường đại học hiện nay thì việc điểm danh sinh viên tại lớp học luôn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Lý do vì sao mà chúng tôi gọi đây là một vấn đề gây nhiều tranh cãi là bởi vì không ít các bạn sinh viên cho rằng việc điểm danh tại lớp học chỉ mang tính hình thức đối phó và không thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, xét trên
khía cạnh quản lý, thì việc điểm danh tại lớp học là một phương pháp cơ bản để giúp nhà trường rèn luyện tính kỷ luật cho sinh viên. Và đứng trước một vấn đề gây nhiều tranh cãi này thì các bạn sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn có quan điểm, có chính kiến như thế nào và các bạn sẽ bảo vệ quan điểm của mình ra sao? Đó chính là chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Sinh viên đại học có nên tới lớp hay không? Hình thức chấm điểm. Cuộc thi sẽ có sự tham gia tranh tài của 4 đội gồm Subway, Bánh Xe, The Challenger, Storm. Trong đó, các đội thi sẽ được chia thành 2 cặp đấu và 2 cặp sẽ tham gia tranh luận 2 chủ đề phụ bao gồm hình thức học tương tác trực tiếp face to face là tốt nhất, học ở không gian bên ngoài là tốt hơn. Từ đó, ban giám khảo sẽ chọn ra đội thắng cuộc trong mỗi phiên biện luận để tham gia vào phiên biện luận chính với chủ đề lớn. Sinh viên đại học có nên tới lớp hay không? Và ban giám khảo sẽ lựa chọn đội thắng cuộc dựa trên 2 tiêu chí: nội dung trình bày và hình thức thể hiện. Và bây giờ thì không làm mất thời gian của tất cả chúng ta nữa, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên của hai đội trong chương trình ngày hôm nay. Và trong phần thi này, chủ đề của các bạn là phương pháp học tương tác trực tiếp face to face là tốt nhất. Và trước tiên chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu hai đội thi trong phần thi này. Chúng tôi xin một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đội Subway. Và các bạn thân mến, đối thủ của Subway trong trận tranh tài đầu tiên đó là đội có một cái tên rất dễ thương, đội Bánh Xe. Và các bạn thân mến, trước khi chúng ta đến với phần thi của các đội, xem các đội sẽ thể hiện bản lĩnh và sự tự tin của mình như thế nào, thì chúng ta hãy đến với phần giới thiệu ngắn về đội của mình. Xin mời đội Subway ạ. Lời đầu tiên, đội Subway xin gửi đến quý ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin kính thưa quý vị ban giám khảo, quý vị đại biểu và các bạn sinh viên thân mến, thì đội Subway gồm 3 thành viên. Bạn bên trái của em là bạn Lê Hà Thịnh Sang, bạn bên phải của em là bạn Trầm Quang Minh và em là Bùi Thị Cẩm Tiên. Và chúng em đều đến từ sinh viên năm 4 khoa quản trị kinh doanh. Lý do vì sao chúng em gọi đặt tên đội là Subway ạ? Trong cuộc sống của chúng ta thì không lúc nào chúng ta cũng êm đềm bình yên cả. Có những lúc chúng ta sẽ gặp những khó khăn trong cuộc sống. Và khi gặp khó khăn trong cuộc sống đó thì chúng ta phải cố gắng vượt qua để chạm lấy thành công. Thì đội Subway ngày hôm nay mang hành trang là tự tin, tư duy, lập luận để bảo vệ cái quan điểm rằng là phương pháp học tương tác trực tiếp là tốt nhất ạ. Và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thật tự tin bản lĩnh để thể hiện thật tốt phần thi của mình. Và chúng ta sẽ cùng làm quen các thành viên của đội Bánh Xe với một trang phục rất là sặc sỡ ạ. Xin mời các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt nhóm, em xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô cũng như tất cả các bạn có mặt ở trong hội trường hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhóm chúng em là nhóm Bánh Xe đến từ khoa Design. Em tên là Trần Bá Hồng Minh, bạn bên trái em là bạn Trương Ngọc Đức và bên phải em, bông hoa duy nhất của đội, bạn Nguyễn Thị Bích Trâm. Sở dĩ nhóm chúng em có tên là Bánh Xe bởi vì Bánh Xe tượng trưng cho 3 điều: sự chuyển động, sự va chạm và hành trình. Bánh Xe không ngừng chuyển động để không bị dị xét cũng như không bị tụt lại so với xã hội ngày càng phát triển và hội nhập. Và tiếp theo đó, Bánh Xe không ngại va chạm để trưởng thành, va chạm để nói lên những suy nghĩ, những chính kiến của mình. Và cuối cùng là hành trình để đi tìm người mà chúng ta muốn trở thành, hành trình để tích lũy kinh nghiệm cũng như những trải nghiệm về cuộc sống, để rồi chúng ta có thể chạm đến thành công sau cuộc hành trình ấy. Và cuối cùng, nhóm Bánh Xe với mong muốn được trải nghiệm, đổi mới bản thân, khát khao về một tuổi trẻ xê dịch đầy hoài bão. Hôm nay, chủ đề của nhóm em là phản biện về vấn đề phương pháp học tập trực tiếp là tốt nhất. Và cuối cùng, cùng với đội Bánh Xe ở ngày hôm nay là 3 đội chơi còn lại với tinh thần vui chơi, học tập, giao lưu là chính, nhưng quyết tâm chiến thắng là 10. Vì vậy, tất cả mọi người hãy dành tặng cho 4 đội tràng pháo tay thật lớn đi không ạ? Em xin cảm ơn. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ giữ được ngọn lửa của mình để thể hiện thật tốt phần thi trong chương trình ngày hôm nay. Và như Ngọc Quý đã giới thiệu, chủ đề của các bạn là phương pháp học tương tác trực tiếp là tốt nhất. Đội Subway, theo như kết quả bốc thăm thì các bạn sẽ bảo vệ quan điểm này. Và đội Bánh Xe sẽ là đội phản biện quan điểm này. Vậy bây giờ chúng tôi mời hai đội vào vị trí thi đấu của mình ạ. À. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ có 2 lượt trình bày quan điểm. Mỗi lượt trình bày quan điểm kéo dài trong vòng 5 phút. Và sau đó các bạn sẽ có 2 lượt phản biện. Mỗi lượt cũng sẽ kéo dài trong vòng 4 phút.
Và bây giờ chúng tôi xin mời đội Shockwave với phần trình bày quan điểm đầu tiên, và 5 phút dành cho các bạn bắt đầu.